Nếu bạn có vài que diêm và chúng bị ướt, đừng lãng phí thời gian hong khô chúng làm gì. Hợp chất hóa học có thể được thay đổi bằng nước và cơ bản là diêm sẽ không cháy nữa thôi. Để chữa hạ thân nhiệt, đừng ngâm mình trong bồn nước nóng. Đổ đầy nước ấm vào vài chai và đặt chúng dưới nách ấy. Điều đó chắc chắn sẽ làm bạn ấm hơn so với bồn tắm nước nóng. Khi bạn khát và không có nhiều nước, đừng tiết kiệm nước uống để dùng về sau. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mất nước thêm. Thay vào đó, hãy uống từng giọt và cố gắng tìm thêm nước càng sớm càng tốt. Bổ sung nước là điều bắt buộc bất kể thời tiết là gì, nhưng quan điểm cho rằng uống nước nóng sẽ làm bạn ấm hơn là chuyện hoang đường. Không có lượng chất lỏng nóng nào có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn cả. Ngoài ra, bạn có thể uống nước lạnh nhanh hơn đồ uống nóng và điều đó sẽ giúp bổ sung nước. Đừng bao giờ chọc vào tổ ong, vì cư dân trong đó sẽ phòng thủ lại đấy. Rõ là thế nhỉ? Và cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy xuống hồ hoặc sông sẽ không có tác dụng gì. Lũ ong sẽ đợi bạn nổi lên và tấn công bạn. Sau khi chọc vào tổ ong, hãy chạy nhanh nhất có thể và đừng nhìn lại. Hút nòng độc ra khỏi vết thương do rắn cắn có thể sẽ đưa thêm vi khuẩn vào vết thương và thậm chí gây ngộ độc cho người đang cố gắng giúp đỡ. Thay vào đó, hãy chụp ảnh con rắn, nằm xuống trong khi chờ đợi sự giúp đỡ và cố gắng giữ bình tĩnh. Một trong những điều hợp lý nhất nên làm khi bạn bị lạnh là mặc nhiều lớp áo hơn. Nhìn chung thì thế là đúng, nhưng sẽ sai nếu bạn mặc quần áo cốt tông. Khi bông bị ướt, nó sẽ mất đi tất cả các đặc tính có lợi và có thể khiến bạn cảm thấy lạnh hơn nhiều. Bạn nên luôn mặc quần áo len vì chúng có khả năng cách nhiệt tốt hơn nhiều. Đừng bao giờ uống nước xương rồng, nó có thể khiến bạn đau bụng khó chịu và thậm chí khiến bạn bị tê liệt đấy, trừ khi đó là cây xương rồng lưỡi câu, nhưng ngay cả khi đó nó cũng quá rủi ro. Thay vào đó, hãy thử ăn trái cây của nó. Chúng chứa đầy nước mọng đấy. Khi bạn bị kẻ săn mồi nào đó truy đuổi, đừng bao giờ nhảy từ vách đá xuống nước. Điều này nguy hiểm hơn nhiều so với việc gặp phải kẻ săn mồi. Nếu nhảy từ trên cao xuống, mặt nước sẽ cứng như bê tông, hoặc nước có thể quá nông và bạn sẽ chạm đáy. GPS không phải là công cụ điều hướng tốt nhất. Nó đáng tin cậy và dễ sử dụng, nhưng cũng có thể bị hỏng. Vì vậy, bạn nên học cách sử dụng bản đồ và la bàn. Chúng sẽ không làm bạn thất vọng nếu bạn biết cách sử dụng chúng đúng cách. Một vũng nước có thể trông ghê ghê và hơi có mùi. Nhưng nước là nước phải không? Thật không may, đun sôi nó có thể loại bỏ vi khuẩn, nhưng không loại bỏ được kim loại nặng có trong đó đâu. Những kim loại nặng này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Một lựa chọn tốt hơn là tìm một ít nước suối để đun sôi. Ăn quả ngẫu nhiên trong rừng rất nguy hiểm. Đầu tiên, bạn cần kiểm tra xem chúng có mùi thơm không. Nếu chúng có mùi lê hoặc mùi hạnh nhân, hãy tránh chúng. Tiếp theo, lấy một quả, xoa lên cẳng tay của bạn và đợi trong 15 phút. Nếu da bạn bắt đầu ngứa, đừng ăn mấy quả mọng này. Nếu bạn cắn một quả mọng và thấy nó có vị đắng, chát hoặc có mùi xà phòng, hãy nhổ nó ra. Đừng bao giờ ngậm đá để lấy nước. Người ta tin rằng khi bạn làm điều đó, cơ thể sẽ tiết ra nhiều nước bọt hơn và nó giúp cấp nước. Đây không phải là sự thật. Nếu bạn không uống nước, sẽ không có ích gì cả. Tệ hơn nữa, bạn có thể bị nghẹn đá. Ăn thịt và cá sống thực sự rất nguy hiểm. Vâng, ta ăn sushi thật, nhưng đó thường là cá nước mặn. Hầu hết đều an toàn. Ở nơi hoang dã, luôn nấu chín thịt và cá trước khi ăn nhé. Rêu không chỉ mọc ở những bề mặt hướng về phía nam. Nó có thể phát triển ở bất cứ đâu, tùy thuộc vào nhiệt độ. Vì vậy, đừng bao giờ sử dụng rêu để điều hướng. Sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng một số nguồn đáng tin cậy hơn. Ví dụ, hãy nhớ rằng mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Theo chim đi tìm nước là chuyện hoang đường. Chúng có thể bay đi bất cứ đâu. Động vật trên cạn, như hươu, là lựa chọn tốt hơn nhiều. Mấy loài này thường biết nguồn nước ở đâu. Nhiều người theo chủ nghĩa sinh tồn cho rằng bạn nên ăn bất cứ thứ gì mà động vật xung quanh bạn đang ăn. Tin xấu đây, điều này hoàn toàn sai sự thật. Chim và sóc ăn những loại quả mọng cực kỳ nguy hiểm đối với chúng ta nhưng không gây hại cho chúng. Và một số loài động vật ăn thực vật có độc để trở nên có nòng độc. Nếu một con đỉa bám vào bạn, đừng bao giờ đốt nó. Về cơ bản, điều này có thể khiến con vật nôn trực tiếp vào da của bạn và gây nhiễm trùng nặng.
hãy thử dùng thẻ tín dụng để cắt ngang vết cắn và loại bỏ con đỉa. Hoặc nếu bạn đủ dũng cảm chờ đợi cả tiếng đồng hồ, ký sinh trùng sẽ rơi ra sau khi được ăn no. Dù bạn có khỏe đến đâu, đấm vào mũi cá mập cũng không cứu được bạn đâu. Người ta thường tin rằng chúng có rất nhiều dây thần kinh ở mũi, và bằng cách nào đó điều đó khiến cá mập dễ bị tổn thương. Nhưng điều đó đã được chứng minh là sai. Nếu bạn thấy mình đang ở vùng nước có nhiều cá mập, việc đấm vào mang hoặc vào mắt con vật sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc đánh vào mũi. Sau một thời gian ở trong rừng, bạn nhận ra mình bị lạc, và điều đầu tiên bạn bắt đầu tìm kiếm là thức ăn. Nhưng bạn thực sự có thể sống tới 6 tuần mà không cần ăn cơ. Điều đầu tiên bạn phải làm là tìm nước và nơi trú ẩn khỏi các yếu tố thời tiết. Làm việc này đã và lo lắng về thức ăn sau. Đừng giả chết khi bạn gặp gấu. Nếu đó là một con gấu đen, bạn sẽ không giả vờ được lâu đâu. Bạn chỉ nên giả ngỏm nếu đó là một con gấu nâu. Hãy nhớ câu nói này, nếu đen thì đánh trả, nếu nâu thì nằm xuống, nếu trắng thì xin tạm biệt. Bạn không nên bơi song song với bờ nếu đang bị cuốn vào dòng nước xoáy. Thay vào đó, hãy thử bơi ở một góc cách xa dòng chảy và hướng về phía bờ. Hãy nhớ rằng, bạn không nên cảm thấy quá nhiều lực cản khi bơi mới đúng. Khi bị lạc, đừng dành hết sức lực để nhóm lửa. Hãy thử xây dựng một nơi trú ẩn trước. Thứ này có thể bảo vệ bạn khỏi các yếu tố thời tiết và bạn sẽ có một nơi để nghỉ ngơi và ngủ sau một ngày dài sinh tồn mệt mỏi. Mẹo bổ sung: luôn chuẩn bị sẵn một chiếc giường trong nơi trú ẩn của bạn, bạn sẽ ấm hơn khi không chạm mặt đất. Bị mắc kẹt trong sa mạc chắc chắn sẽ khiến bạn nóng rồi, nhưng để tránh nóng hơn nữa, đừng cởi bỏ quần áo. Vải vóc có tác dụng cách nhiệt và giúp bạn mát mẻ. Tất nhiên trừ khi đó là một chiếc áo len dày. Hầu hết mọi người sống ở vùng khí hậu nóng đều mặc quần áo trắng che kín toàn bộ cơ thể để tránh bị quá nóng. Ăn tuyết có thể gây mất nước thêm. Cơ thể bạn sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn để làm tan tuyết và do đó tạo ra nhiều chất lỏng hơn. Hãy dành thời gian làm tan tuyết trước, sau đó bạn có thể uống nước. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ làm tan tuyết trắng tinh khiết thôi. Sự đổi màu có nghĩa là nó chứa một thứ khác ngoài nước, đặc biệt nếu tuyết có màu vàng. Nếu ở trong môi trường lạnh quá lâu, bạn có thể bị tê cóng khó chịu đấy. Nếu bạn nhận ra các triệu chứng, đừng bao giờ chà hai tay vào nhau. Nó có thể làm tổn thương làn da của bạn nhiều hơn nữa kìa. Điều tốt nhất cần làm là tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức. Bạn nhìn thấy một cái hang và việc đầu tiên bạn làm là đốt lửa. Ý tôi là, lúc nào mà người hang động chẳng làm thế, nên chắc là ổn thôi, phải không? Sai lè, sự tích tụ khói có thể rất có hại nha. Thay vào đó, hãy thử đắp ít lá cây để sưởi ấm. Bị sứa đốt rất đau và tè lên vết đốt sẽ không giúp ích gì cho bạn cả. Nó sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn nhiều. Rửa sạch vùng da bằng nước muối và yêu cầu hỗ trợ y tế. Việc này sẽ cứu bạn khỏi một tình huống không mấy thoải mái. Tin tôi đi,